Vú sữa chín, vú sữa chín nhiều, vú sữa hoàng kim á. Cái này đặc biệt của nó là mình bẻ xong mình phải ăn liền nha. Bẻ xong phải ăn liền mới được, chứ để 1 2 ngày là nó bị hư, nó bị đen cái ruột. Đen ruột ăn không có được. Đây, dàn kha luôn nè. Xin cái này ạ. À. Cái này nhiều lắm người. Rồi, mình phải thưởng thức coi. Mời anh em nha. Ngọt quá. Ngon lắm. Ăn tươi gì nó ngon lắm mọi người. Rồi, chào tạm biệt anh em nha.